Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, tổng quan về tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Nữ mạng sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân, tức tuổi con khỉ, thường gọi là độc lập chi hầu, tức khỉ tự lập, mệnh thổ, đại trạch thổ, nghĩa là đất nền nhà. Sao chiếu mệnh gặp sao kế đô, chủ về bệnh tật, tai họa, người âm pha rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, hạn thiên tinh, đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, chuyện thị phi. Vận niên, dương hồi ngàn. Thái tuế năm 2022, phạm thái tuế, xung thái tuế. Tam tai năm 2022, phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi kim lâu năm 2022, phạm kim lâu thân. Bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà, kết hôn, cưới hỏi trong năm này. Hạn hoang ốc năm 2022, không phạm hạn hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng. Sao kế đô là một hung tinh, đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm pha rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam, nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Thứ ba, vận hạn năm 2022, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này, đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối. Tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai dễ bị tai nạn. Hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt, nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do trèo cao với tay lấy các đồ vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh. Một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó, tu sửa cổng cửa, tường bao an toàn chắc chắn. Với phụ nữ có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao. Khi cần hãy nhờ một người nào giúp, không được tự mình thực hiện những công việc này. Khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào. Có như vậy thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt. Đối với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận trong việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi, đề phòng ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật.
Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng. Dương hồi ngàn là dê được về núi rừng, thỏa thích tăng bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng được tươi tốt, mượt mà, tha hồ thưởng thức. Trong năm nay, đường công danh của bản mệnh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài. Trong năm, bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi bạn phía trước. Hơn nữa, trong năm nay, bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui trong gia đình như thêm người, thêm của. Trong năm, bản mệnh cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường thì đường công danh, sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. Thứ năm, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, trong năm 2022, có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022 nhâm dần, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn thái tuế. Trong đó, tuổi Dần năm 2022 phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại thái tuế, tuổi Thân năm 2022 phạm xung thái tuế, tuổi Hợi năm 2022 phạm phá thái tuế. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, phạm hạn thái tuế, xung thái tuế. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Thứ 6, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, phạm hạn tam tai năm thứ nhất. Thứ 7, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, trong năm 2022, có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải năm Kim Lâu. Thứ hai là Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu.
Cụ thể, dư 1 là Phạm Kim Lâu Thân, dư 3 Phạm Kim Lâu Thê, dư 6 Phạm Kim Lâu Tử, dư 8 Phạm Kim Lâu Lục Xúc, ngoại trừ 8 tuổi không Phạm Hạn Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng là 55 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thân. Thứ 8, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn Hoang Ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi Hoang Ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung Nhất Cát, Nhì Nghi, Tứ Tấn Tài là 3 cung tốt, còn 3 cung Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử và Lục Hoang Ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm Phạm Lục Hoang Ốc, Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn Hoang Ốc, Thọ Tử hoặc Tam Địa Sát. Cách tính hạn tuổi Hoang Ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là Nhất Cát, dư 2 là Nhị Nghi, dư 3 là Tam Địa Sát, dư 4 là Tứ Tấn Tài, dư 5 là Ngũ Thọ Tử, dư 6 là Lục Hoang Ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng là 55 tuổi âm, không phạm hạn tuổi Hoang Ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.